Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Trong video này mình chia sẻ cho anh em cách tải được nhiều ứng dụng phiên bản RAW miễn phí hoàn toàn trên điện thoại hệ điều hành Android. Nói chung không thể nói là tải được tất cả, nhưng hiện tại có thể tải được rất là nhiều cái ứng dụng phổ biến cho anh em. Mời anh em xem tiếp video để cùng mình tải ứng dụng RAW miễn phí, không logo và full chức năng. Anh em truy cập vào bất cứ trình duyệt nào cũng được. Nhập vào thanh tìm kiếm Google là apkmodi.io. Tiếp theo anh em chọn kho game và ứng dụng mod APK cho Android. Nó sẽ xuất hiện một trang web trên màn hình. Bây giờ mình sẽ nhập vào cái chỗ tìm kiếm ở đây để nhập vào cái ứng dụng cần tải. Mình sẽ tải ứng dụng là KeyMaster. Tiếp tục chọn ở đây. Anh em kéo lên chọn, tải xuống. Anh em kéo lên chọn phiên bản cần tải. Mình chọn ở đây. Tiếp tục kéo lên. Anh em đợi một khoảng thời gian để cho nó chạy nghe anh em. Tiếp tục anh em chọn tải xuống. Rồi đợi một khoảng thời gian, ứng dụng sẽ được tải về. Tiếp theo thì mình sẽ tải ứng dụng là BitArt, một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh rất phổ biến hiện nay nghe anh em, trên điện thoại hệ điều hành Android. Tiếp tục chọn ở đây. Anh em kéo lên, chọn tải xuống. Kéo lên, chọn phiên bản cần tải. Mình chọn cái này. Đợi thêm một khoảng thời gian để nó chạy. Tiếp tục anh em chọn tải xuống. Vậy là xong. Tiếp theo mình sẽ tải Instagram. Toàn bộ thao tác giống y như hai ứng dụng vừa rồi. Tất cả ứng dụng ở trang web này đã mở khóa toàn bộ hết rồi nghe anh em. Này là ứng dụng thứ 3. Tiếp đến một ứng dụng có tên là Viva Video. Ứng dụng có thể xuất được video 2K, 4K. Đã được mở khóa bản RAW full chức năng. Anh em có thể tải về để trải nghiệm thử. Ứng dụng này cũng khá là hay.
Một ứng dụng cuối cùng là CapCut. Ứng dụng này hiện tại là đang nằm trên top người dùng nhiều nhất hiện nay. Trên trang web này cũng có luôn. Video này mình đã tải 5 ứng dụng, trong rất nhiều ứng dụng ở đây. Anh em có thể tìm hiểu thêm để tải ứng dụng phù hợp với mình. Tải xong rồi anh em thoát ra, vào trình quản lý tệp. Chọn lưu trữ điện thoại. Chọn tất cả tập tin. Chọn đô lốc, nó sẽ nằm mặc định ở đây, trên máy điện thoại của anh em. Anh em chỉ việc cài đặt và trải nghiệm miễn phí thôi. Để anh em dễ dàng tìm được trang web thì mình cũng đã để đường link dưới phần mô tả của video này. Anh em có thể theo đường link mà trải nghiệm và sử dụng nó. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.